Sáu quan niệm sai lầm về tiền khiến bạn khó giàu. Business Insider đưa ra lời khuyên là trước khi quá muộn, hãy dừng ngay 6 suy nghĩ sai lầm dưới đây nếu muốn giàu có. Một, Tôi sẽ trở thành tỷ phú năm 30 tuổi. Theo Adam Vega, quản lý tại United Capital, rất nhiều người tin rằng họ sẽ có mức thu nhập cao hơn vào một độ tuổi nào đó. Đặt mục tiêu rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là đánh giá lại và đặt ra các mục tiêu khả thi. Bạn khó có thể xác định sẽ tiết kiệm được bao nhiêu ở một độ tuổi nào đó. Vì vậy, tốt hơn hết, hãy đặt ra các mục tiêu tiết kiệm dựa trên thu nhập, độ tuổi và số tiền mình cần sau khi nghỉ hưu. Những mục tiêu này có thể lớn lao, nhưng thay vì gò bản thân trong thời gian ngắn ngủi, hãy làm từ từ, chậm mà chắc. Hai, Tôi sẽ bắt đầu tiết kiệm khi tôi kiếm được ích. Vega cũng chỉ ra rằng nhiều người chờ tới khi họ đạt một mức thu nhập nào đó rồi mới bắt đầu tiết kiệm. Tuy nhiên, tuổi tác không đảm bảo được sự gia tăng về thu nhập. Rất nhiều khách hàng nói với tôi rằng họ sẽ bắt đầu tiết kiệm khi họ ra làm riêng, mở công ty khởi nghiệp hay có thu nhập bằng X. Vega nói, việc này có thể khiến kế hoạch của bạn kéo dài hơn hoặc có thể không thể xảy ra. Theo Vega, hãy bắt đầu đặt mục tiêu và tiết kiệm sớm nhất nhiều nhất có thể. ba Tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi. Trên thực tế, tiền bạc chỉ là công cụ. Cách bạn hành xử với tiền cho thấy tính cách của bạn. Nếu bạn cho rằng tiền là căn nguyên của tội lỗi, thì bạn sẽ chẳng bao giờ theo đuổi được sự nghiệp, kinh doanh, những thứ kiếm được nhiều tiền. Tư vấn tài chính Job Wilson của Wilson Insight chia sẻ. Theo ông, thay vào đó, bạn hãy nghĩ rằng tiền là công cụ giúp bạn có được cuộc sống mình xứng đáng được hưởng và chăm sóc cho gia đình thân yêu. 4. Thẻ tín dụng cũng là tội ác Thẻ tín dụng không phải thứ gì quá đáng sợ. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh và trả tiền đúng hạn sẽ giúp bạn có điểm tín dụng tốt trong dài hạn. 5. Bảo hiểm nhân thọ và khuyết tật chỉ dùng được khi ốm hoặc cho người già Theo Emory G. Smith của EGS Finesco Management Đa số người trẻ hiện nay cho rằng Họ không cần bảo hiểm nhân thọ Hoặc bảo hiểm khuyết tật Bởi họ còn trẻ và khỏe mạnh Tuy nhiên họ nên mua bảo hiểm khi sức khỏe vẫn còn tốt Nó không chỉ giúp bạn được bảo hiểm sức khỏe Mà còn có một khoản tiền tiết kiệm trong tương lai 6 Tôi sẽ bắt đầu trả nợ khi kiếm được nhiều tiền hơn. Trên thực tế, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy kiếm đủ tiền cả. Đa số mọi người đều quan niệm sai lầm rằng sẽ trả nợ khi kiếm được nhiều tiền hơn ở khoảng 30 đến 40 tuổi. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, thường thì họ lập gia đình, có con và chi tiêu hàng tháng thậm chí còn nhiều hơn hồi độc thân. Ngoài ra, khi thu nhập cao hơn, bạn sẽ thay đổi chất lượng cuộc sống của mình và sẽ không muốn dừng điều đó để trả nợ vì vậy hãy bắt đầu trả nợ ngay khi có thể quan trọng là phải có kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn